Đây có thể nói là một cái kỹ thuật tương đối khó, nhưng mà em gái Nhật Bản thực hiện rất là dễ dàng. Ôi ông ơi, con gái bắt đầu rồi ông ơi. Đâu? Kìa. Thì em gái Nhật Bản đang đứng lên, co một giò, sau đó làm gì đây? Bóc đầu luôn anh em ơi, quả dữ luôn. Trời ơi, lần đầu tiên thấy con gái bóc đầu luôn kìa. Thấy rồi. Trời ơi, xinh dữ trời, sao bóc đầu giỏi dữ trời. Ở một vị trí khác, chúng ta đã thấy một khán giả mặc áo xanh. Anh áo xanh này đang dõi mắt theo hai em gái Nhật Bản bóc đầu. Sau khi thấy bóc đầu qua thì anh áo xanh chảy nước miếng. Và có một cái trường hợp rất là không may ở đây, đó chính là em gái Nhật Bản đã bị một racing boy va chạm phải.